Xin chào các bạn trở lại với nhóm review. Ngày hôm nay nhóm xin giới thiệu về cái module UVML8511 trên tay mình đây là module cảm biến UVML8511. Thì thông số kỹ thuật điện áp các bạn có thể cấp từ đây. Chân V-in là từ 3,3 đến 5V DC. Đây là và cái cảm biến ở đây nó sử dụng đó là cảm biến UVML8511. Cảm biến này có độ nhạy cao với lại tia UV loại A và tia UV loại B. Có tích hợp bộ khuếch đại nội và đầu ra ở đây là out và sẽ ra là tín hiệu analog. Module này sử dụng dòng nhỏ hơn 300mA và ở chế độ hoạt động thì là nhỏ hơn 300mA, còn chế độ ngủ là khoảng 0,1mA. Đây, thì mình nói qua về các cái chân ở đây. Chân V in là cấp từ 3,3 đến 5V, chân 3,3 mình cấp 3V. Các bạn có thể cấp một trong hai nguồn ở chân V-in hoặc là 3,3V, chân GND là xuống âm, chân out, chân ra analog, còn chân enable. Chân enable thì khi mà ở mức cao là sẽ cho phép module hoạt động. Mà ở mức thấp thì là chế độ chờ cho đến khi nào mình kích mức cao thì nó sẽ bắt đầu hoạt động. Và để module hoạt động ổn định, các bạn nên nối thêm tụ hóa 0,1UF xuống mark từ chân V-in hoặc là chân 3,3V xuống mark để hoạt động ổn định hơn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái mạch test này. Mình sẽ đọc cái tín hiệu UV vào. Đây. Thì ban đầu mình tính toán và đo được. Bây giờ mình sẽ chiếu đèn vào. Đó, khi mà có tia UV nó sẽ tăng lên này. Thì với cái module cảm biến UV ML8511 này, các bạn có thể phát triển nó lên để làm các cái hệ thống như hệ thống diệt vi khuẩn hay là trong cái công nghệ làm máy in. Thì video của nhóm đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có bất kỳ vấn đề nào về cái module cảm biến UV này thì hãy liên hệ với nhóm để được xong một cách nhiệt tình nhất. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.